Xin chào mừng tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối thật là đặc biệt, mừng Máy đã lên 8 tuổi. Và cũng thay mặt ban quản trị Máy Lá gửi đến tất cả anh chị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa anh chị, 8 năm so với một đời cũng không dài, nhưng so với một cái nhóm câu lạc bộ tập thể thì 8 năm nó là một cái thành công rất là lâu dài, gắn bó. Tập thể thì 9 người 10 ý, có người thì chúng ta nhờ cái tinh thần gắn bó, anh em tất cả niềm đam mê gắn bó lâu dài thì mới được cái ngày hôm nay. Thành công của nhóm là đã đạt nút bạc của YouTube, được những cái fan hâm mộ gần xa trong nước và ngoài nước. Và qua đây cũng xin là cảm ơn những mạnh thường quân, những anh em đã ủng hộ cho nhóm về tinh thần và vật chất rất nhiều, là xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và để mở màn buổi tiệc hôm nay, xin mời chị Phượng là nhóm trưởng của Máy Lá có vài lời phát biểu thay mặt buổi tiệc hôm nay ạ. Kính chào các anh chị thân mến có mặt trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Thì theo như thường lệ hàng năm là tháng 7, trong nhóm Boro Máy Lá có tổ chức kỷ niệm sinh nhật nhóm, là để cái ngày đó là anh chị em ở trong nhóm mà vì tham gia nhóm mà vì điều kiện mưu sinh không có thường xuyên tham gia với nhóm, thì cũng tập trung cái ngày này để cho các anh em đó tập trung lại với nhau, rồi anh em ở trong nhóm cùng nhau chia sẻ để hiểu nhau hơn và thương nhau hơn, gắn kết tình đoàn kết hơn. Đến hôm nay là cũng kỷ niệm với một đứa em. Đứa em đó dù ở xa nửa dòng trái đất nhưng lúc nào cũng hướng về nhóm, ủng hộ những tinh thần cũng như vật chất. Thì nhân cái dịp kỷ niệm sinh nhật này, tôi cũng đại diện cho toàn thể anh chị em Máy Lá gửi lời cảm ơn chân thành nhất, gửi lời chúc sức khỏe bình an nhất đến gia đình em Tướng Đặng. Dù gia đình em đã trải qua thiên tai bão Covid-19, thì thay mặt trong nhóm, anh em chị em trong nhóm không biết gì hơn, chỉ gửi lúc cho gia đình em được nhiều sức khỏe, bình an để vượt qua những thiên tai đại dịch. Và một lần nữa thì cũng đại diện cho anh em Máy Lá xin cảm ơn hết toàn thể quý cô bác anh chị trong và ngoài nước đã ủng hộ nhóm Máy Lá, có những lời đóng góp chân thành để chị em trong nhóm càng ngày hoàn thiện nhau hơn, và những lời động viên khích lệ tạo cho chị em trong Máy Lá phấn khởi, có tinh thần để thỏa cái niềm đam mê âm nhạc bolero của mình, cống hiến cho toàn xã hội cũng như quý anh chị em trong và ngoài nước cái niềm yêu bolero này được lan tỏa. Một lần nữa tôi cũng xin chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến toàn thể quý cô bác anh chị được thật nhiều sức khỏe. Xin hết. Sau đây xin đại diện nhóm cắt bánh sinh nhật kỷ niệm 8 năm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và mở màn chương trình thì Phượng là cũng là cánh chim đầu đàn của nhóm, mở màn trong chương trình đêm nhạc lưu đặc biệt hôm nay với bài hát Bông Cỏ May của nhạc sĩ Trúc Phương. Xin mời chị Phượng ạ.